Sự thật Vụ tai nạn Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh Mùa hè định mệnh Một ngày mùa hè Năm 1988 Giới văn nghệ sĩ và công chúng Bà Hoàng hay tin Vợ chồng Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh Lâm nạn trong vụ tai nạn giao thông Ở Hải Dương Sự nổi tiếng của cặp vợ chồng nghệ sĩ Tài danh này Đã khiến cho việc ra đi của họ trở nên bí ẩn trong lòng công chúng. Nhiều năm sau, những người ái mộ vẫn không thôi tìm hiểu về vụ tai nạn đầy thương tâm này. Kỷ niệm ngày mất của họ, ngày 29 tháng 8. Chúng tôi xin đăng thông tin xung quanh vụ tai nạn và những điều còn ít người được biết đến. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đến với nhau dâng hiến cho nhau trọn vẹn 15 năm để rồi cả hai ra đi trong niềm nuối tiếc vô hạn của người thân bạn bè và công chúng mùa hè năm 1988 là mùa hè đặc biệt liên tiếp trong mấy tháng có quá nhiều biến cố xảy đến với gia đình họ lưu và vụ tai nạn mang đi cùng lúc ba sinh mạng là biến cố lớn nhất đã nhiều năm trôi qua nhưng nhiều người không thể quên những tác phẩm đề đời năm 1973 Lưu Quang Vũ đến với Xuân Quỳnh khi mỗi người đã có một con riêng Xuân Quỳnh hơn Lưu Quang Vũ 6 tuổi nhưng hai người đã bất chấp tất cả để trở thành vợ chồng và sống với nhau rất hạnh phúc đến tháng 2 năm 1975 họ sinh được một người con trai đặt tên là Lưu Quỳnh Thơ Nhiều người vẫn lầm tưởng là con gái Năm 1979 Lưu Quang Vũ bắt đầu trở thành nhà viết kịch Bằng vợ sống mãi tuổi 17 Vợ diễn được nhà hát tuổi trẻ giàn dựng Tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1980 Sang năm 1981 Sau khi cha ông nhà viết kịch Lưu Quang Thuận qua đời Lưu Quang Vũ hoàn thành kịch bản Nàng Sita Giờ gian của người cha quá cố để lại Kể từ đó Ông bắt đầu sáng tác Với một tốc độ phi thường Khiến cho các đồng nghiệp đều phải nể phục Em ruột Lưu Quang Vũ Là phó giáo sư tiến sĩ Lưu Khánh Thơ Năm nay 48 tuổi Bà Thơ hiện là trưởng ban biên tập Trị sự của tạp chí văn học trong ngôi nhà nằm khép mình ở một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Trãi Hà Nội. Bà Thư kể về sức làm việc của người anh với niềm tự hào đầy khóe mắt. Nhà tôi có sáu anh chị em, chỉ có duy nhất tôi là gái. Anh Vũ bước chân vào văn đàn rất sớm và những năm 1980 thì tài năng của anh thực sự vào độ chín. Bà Thơ kể lại rằng ngày đó Lưu Quang Vũ làm việc quên ăn quên ngủ. Anh có hai thói quen đã hình thành từ rất lâu. Đi dạo đêm và uống cà phê vỉa hè buổi sáng. Nhưng rồi anh phải bỏ cả hai thói quen ấy vì công việc. Ngày ấy tôi rất thương anh. Đến cả những thói quen bình dị nhất cũng phải bỏ để lao vào công việc. Bà Thơ nói. Sân khấu kịch những năm 80 từ Bắc vào Nam tràn ngập kịch lưu quang vũ đi đến đâu cũng thấy kịch của anh nhiều đêm có tới sáu bảy vở kịch của anh được diễn cùng lúc ở các dạp cả nước nhiều người gọi sân khấu kịch lúc đó là sân khấu lưu quang vũ ngay cả đến bây giờ những hồn chương ba ra hàng thịt tôi và chúng ta bệnh sĩ lời thề thứ 9 các tác phẩm vang danh ấy vẫn được nhắc đến hàng ngày Nói về sức làm việc của anh ruột mình Nhà báo Lưu Quang Định nói Chỉ trong vòng 8 năm Kể từ khi bước vào sân khấu Cho đến khi nằm xuống Lưu Quang Vũ đã viết hơn 50 vở kịch Hầu hết đã được giàn dựng Đó là còn chưa kể hàng trăm bài thơ Chuyện ngắn, bài báo Người ta vẫn thường hỏi Lưu Quang Vũ Lấy đâu ra thời gian, năng lượng Để hoàn thành khối lượng công việc đổ sộ như vậy trong một thời gian ngắn như thế ngay cả bạn bè đồng nghiệp và cả những người thân trong gia đình nhiều lúc cũng không trả lời nổi câu hỏi đó viết như chạy nước rút những vở kịch đã khiến cho công chúng ngày càng yêu mến lưu quang vũ vợ chồng ông trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết và hầu như trên các văn đàn thời đó thơ tình xuân quỳnh kịch lưu quang vũ là những đề tài luôn nóng bỏng thu hút sự chú ý của tuyệt đại đa số công chúng yêu văn chương nghệ thuật. Mùa hè năm 1988 là mùa hè cuối cùng của vợ chồng Lưu Công Vũ Xuân Quỳnh. Đó cũng là khoảng thời gian mà Lưu Công Vũ làm việc với năng suất phi thường. Trong mùa hè ấy, những biến cố cũng dồn dập xảy đến với gia đình ông. Nhà báo Lưu Công Định nhớ lại Mùa hè năm đó tôi mới 22 tuổi Đang là sinh viên năm thứ hai ở Liên Xô Được về phép Sau mấy năm xa nhà Thấy Hà Nội có một số thay đổi Chế độ tem phiếu đã bị bãi bỏ Đồ đã có vẻ nhiều hơn Nhưng điện vẫn thường xuyên mất Cuộc sống nhìn chung Vẫn rất vất vả Gia đình tôi sống trong một căn phòng Ở gác 2 Số nhà 96 phố Huế anh Vũ Trị Quỳnh Kít Tức Lưu Minh Vũ MC hãy chọn giá đúng của VTV3 Và Mỹ Lưu Quỳnh Thơ Sống trong một căn phòng rộng 6,5m2 Trên tầng 3 Suốt mùa hè đó Thường thường tôi chỉ gặp anh Vũ Lúc sáng sớm Hoặc lúc 1-2 giờ sáng Còn cả ngày anh đi vắng suốt Với lịch làm việc dày đặc Nhiều lúc chị Quỳnh bảo với mẹ tôi Mẹ phải cả anh Vũ giúp con Anh ấy làm việc Chẳng kể gì đến sức khỏe cả Mẹ tôi cũng thường nói với anh Con làm gì Cũng phải giữ lấy sức khỏe Nhưng lúc đó anh thường bảo Con cũng biết thế Nhưng mình cố một chút Thì đoàn có vợ dựng Mấy chục con người có công ăn việc làm Anh Vũ là người rất mê bóng đá Những giải Euro năm đó Tôi thấy hầu như anh không còn thời gian để xem Chị Quỳnh cũng miễn mọi việc nhà cho anh Không phải xuống tầng 1 Xếp hàng sách nước lên tầng 3 Hồi đó nước sinh hoạt ở Hà Nội Là một vấn đề rất cơ cực Điểm số báo trước Tháng 3 năm 1988 Xuân Quỳnh được đề cử Tham gia ban giám khảo Liên hoan phim toàn quốc ở Nha Trang Trên đường đi chiếc xe chở cả đoàn đang qua cầu bỗng bị lật giật may không ai bị thương tháng 5 năm 1988 Xuân Quỳnh phải nhập viện vì bệnh đau tim lúc này sức khỏe của chị rất kém chứng đau tim làm da xanh tái phải nằm viện hai tháng trời khi tôi về phép thì chị đã ra viện nhưng sắc mặt kém đi nhiều so với một năm trước đó khi tôi gặp chị ở Moscow, trong đoàn nhà văn Việt Nam sang học tại trường viết Van góc Tính chị vẫn vui, vẫn hay đùa. Nhưng nhiều lúc trong câu chuyện thấy ánh mắt chị thảng thốt như nhìn vào đâu đâu. Nhà báo Lưu Quang Định nhớ lại. Mọi người lúc đó thường tránh nói về bệnh tật của chị. Vì vậy tôi cũng không biết bệnh chị nghiêm trọng đến mức nào. Mai về sau này, mẹ tôi mới kể là lúc đó anh vũ đã nói với bà bác sĩ bảo bệnh tim của quỳnh rất nặng nếu chăm sóc tốt thì cũng chỉ sống vài ba năm nữa thôi phải có chế độ ăn uống nghỉ ngơi đặc biệt những cuộc chia tay không gặp lại cũng mùa hè năm đó vợ chồng lưu quang vũ được hội nhà văn phần nhà một căn hộ hai phòng trên tầng ba khu tập thể ngọc khánh rộng hơn 40 mét vuông Không thật rộng rãi Nhưng so với cây chuồng cu 6 mét vuông Mà gia đình các em Lưu Quang Vũ đang ở Thì quả là quá rộng Xuân Quỳnh trong một lần đến thăm nhà Còn tính toán chỗ này kê giường Chỗ kia kê, kê tủ Chỉ tiếc là Chưa kịp dọn về căn hộ mới Chưa kịp nằm trên chiếc giường mơ ấy Anh chị đã ra đi Nhà báo Lưu Quang Định Bùi ngồi nhớ Ngày 23 tháng 8 năm 1988, cụ Vũ Thị Khánh, thần mẫu Lưu Quang Vũ, cùng mấy cụ trong tổ hưu đi Sài Gòn chơi. Từ sáng sớm, Lưu Quang Vũ đã xuống chào mẹ và nói: Hôm nay con bận đi làm nên không tiễn mẹ được. Khi nào mẹ ra, con sẽ đi đón. Miệng nói tay Vũ cầm bút viết lên cuốn lịch treo tường dòng chữ: Mồng 8 tháng 9 mẹ ra có mặt. Ngày 25 tháng 8, Lưu ông Định bay trở lại Nga. Hôm đó anh Vũ cũng đi vắng. Xe sắp chuyển bánh lên nội bài thì chị Quỳnh và Mỹ chạy về. Tôi đã ngồi trong xe. Chị Quỳnh đứng ngoài nắm lấy tay tôi cười. Hôm nào anh chị đi đến xô, định lại dẫn ra chụp ảnh ở quảng trường đó nhé. Có ngờ đâu, đó là những lời nói cuối cùng của chị Quỳnh nói với tôi. Ngày 27 tháng 8, Lưu Quang Vũ và họa sĩ Doãn Châu xuống làm việc với đoàn kịch Hải Phòng, đưa cả Xuân Quỳnh, Mỹ và gia đình họa sĩ Doãn Châu đi cùng, tranh thủ kết hợp cho trẻ con tắm biển Đồ Sơn trước khi bước vào năm học mới. Chiều ngày 29 tháng 8 trở về, vừa qua đầu cầu Phú Lương Hải Dương thì tai nạn xảy ra. Tin về vụ tai nạn đã nhanh chóng lan nhanh khắp Hà Nội rồi cả nước vì vợ chồng lưu quang vũ xuân quỳnh quá nổi tiếng nên cái chết của họ đã làm dấy lên nhiều luồng dư luận khác nhau nhiều năm sau vẫn không ít người hồ nghi và muốn biết sự thật về vụ tử nạn này xuân quỳnh lưu quang vũ chết như thế nào vụ tai nạn ra sao xung quanh cái chết của gia đình nghệ sĩ tài danh này còn sự thật nào nữa thường thuật của những nhân chứng sống. Mùa hạ cuối cùng. Chúng tôi tìm đến họa sĩ Doãn Châu ở khu tập thể nhà hát kịch Việt Nam. Ông Châu hiện đã 64 tuổi, cùng vợ sống trong một căn hộ chật hẹp phía sau nhà hát lớn. Riêng ông Châu thì có một xưởng vẽ nhỏ, đã mấy năm nay ông thường sống khép mình trong xưởng, hai ngày chỉ chuyên tâm sáng tác. Đã 18 năm trôi qua, kể từ ngày vợ chồng Lúc Ông Vũ ra đi, trong ký ức của đôi vợ chồng nghệ sĩ Doãn Châu, Bích Thu, nguyên diễn viên nhà hát kịch Việt Nam. Những hình ảnh về chuyến xe đình mệnh vẫn không hề phai nhòa, ngay cả từng chi tiết nhỏ. Nghệ sĩ Doãn Châu là người bạn thân, hai người kết ra với nhau từ năm 1976 và cũng là người cộng tác trong hầu hết các vở kịch nói do Lưu Quang Vũ viết. Trong số hơn 50 tác phẩm kịch Lưu Quang Vũ viết thì tôi làm sân khấu tới hơn 30 vở. Như hồn chương ba ra hàng thịt, sống mãi tuổi 17, ông không phải là bố tôi, chết cho điều chưa có. Phải 2-3 năm sau khi Vũ mất, tôi mới làm việc trở lại, ông Doan Châu nói. Với ông Châu, vụ tai nạn là một kỷ niệm buồn, không muốn nhắc tới. Nhưng rồi một hồi lâu, sau khi dồn nén những xúc động vào lòng ông kể. Mùa hè năm 1988, tôi và Vũ bàn nhau kế hoạch đưa cả hai gia đình đi nghỉ. Nhưng mãi đến tận đầu tháng 8 vẫn chưa thực hiện được dự định. Nhân chuyện tôi và Vũ làm vào 2.000 ngày oan trái với đoàn kịch Hải Phòng. Toàn mời cả hai gia đình chúng tôi về đầu sơn tắm biển và kết hợp đọc vở. Chúng tôi dự định ngày 16 tháng 7 âm lịch sẽ khởi hành. Tuy nhiên khi đưa định đó ra thì bà Bích Thu đã ngăn cản. Bà Thu nhớ lại, không hiểu sao lúc đầu tôi ngăn cản chuyến đi rất kịch liệt, nhưng sau cùng lại đồng ý, cũng là chiều lòng mọi người. Tôi bảo nếu đi thì để sau rằm. Trong đó một ngày giảm tháng 7 Ngày xá tội vong nhân Gia đình Doãn Châu làm cơm mời Cả nhà Lưu Quang Vũ sang ăn cơm Bữa cơm rất vui Sau bữa ăn Cả nhà rôm giả bàn bạc về chuyến đi ngày hôm sau Xuân Quỳnh vốn tính chu đáo cẩn thận Lo mang theo cả bếp điện Nổi, phiên cà phê Đồ ăn tự uống Chiều 27 tháng 8 Hai gia đình về đến Bồ Sơn đi bằng chiếc con thuê từ Hà Nội. Nói là đi nghỉ nhưng thật ra chỉ có nhà tôi, chị cùng với hai cháu được thành thơi. Còn tôi và Vũ vẫn phải bận bịu về công việc. Ngày đêm đó, khi mọi người đi nghỉ, tôi và Vũ kéo nhau ra hành lang uống nước chè, hút thuốc lào và trao đổi công việc ngày hôm sau. Sáng ngày 28 tháng 8, Vũ đọc kịch bản nghìn ngày oan trái cho đoàn kịch Hải Phòng Công việc diễn ra hết sức suôn sẻ Sau bữa cơm chiều Cả hai gia đình kéo nhau ra bờ biển Đã lâu lắm chúng tôi Mới có một đêm thư giãn như thế này Vũ kể rất cởi mở với tôi Quãng đời vừa qua của mình Cả một quá khứ bị đánh thức Có những chuyện mai mai là của bố Tôi không đủ đồng cảm để chia sẻ Với những chuyện ấy Tôi chỉ biết thương Vũ dành cho vũ những lời an ủi lời khuyên của một người bạn ông châu trầm tư bên làn khói thuốc hai nghìn ngày oan nghiệt hay chuyến đi oan nghiệt rất tình cờ ông doãn châu thoát chết trong thảm kịch ấy ở đồ sơn đến ngày thứ ba thì vũ nhớ hẹn với anh hoàng quân tạo ở đoàn kịch hà nội ăn trưa xong vũ cứ bồn chồn đứng ngồi không yên Vũ Dục về luôn nhưng đã hẹn chở anh Lân ở đoàn Hải Phòng để cùng về Hà Nội nên cứ nâng ná mãi. Ông Châu kể. Chiều ngày 29 tháng 8, chiếc xe chở hai gia đình về Hà Nội. Dọc đường đến cầu Lai Vu, xe đỗ, mấy phụ nữ xuống mua một rổ ổi. Lúc đó Mỹ và Vinh ngồi đánh cờ phía băng ghế bên phải. Ông Châu và Lưu Quang Vũ kẻ nằm người ngồi dưới sàn xe còn Xuân Quỳnh và bà Bích Thu Ngồi phía băng ghế đối diện Khoảnh khắc xảy ra tai nạn Nhanh đến khó tả Đến gần cầu Phu Lương Vinh và Mỹ buồn ngủ Xuân Quỳnh đổi chỗ cho Vinh Để giữ Mỹ Vinh chuyển sang băng ghế bên trái Nằm gối đầu lên bà Thu Ông Châu cũng nằm dưới sàn xe Cũng chuyển lên ngồi băng ghế bên trái Giữ chân con trai Lúc này Lưu Quang Vũ nói tiếu Thôi tôi về chỗ tôi đây Và ông chuyển về ngồi ghế thủ trưởng bên cạnh lái xe Xe qua cầu Phú Lương Đi trên đường vừa hẹp vừa dốc Trước mặt của chiếc xe ca mát Đang đi chậm chậm Đường dốc nên xe nào qua đây cũng phải thận trọng Bật chợt có hai phụ nữ đội nón đèo nho trên xe đạp Lao từ đê xuống đường Cắt qua mặt xe ca mát Chiếc xe này phanh khựng lại người lái chiếc xe con đang bám sau định đánh tay lái vượt lên và chỉ trong tích tắc ấy một chiếc xe ben phía sau đã mất phanh đâm sầm vào đuôi chiếc con măng để chiếc xe này vào gầm xe ca mát phía trước cả gia đình lưu quang vũ ngồi phía bên phải bị văng xuống đường ông châu xác nhận đó là vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 29 tháng 8 năm 1988. Trước đây, nhiều nguồn tin nói là 15 giờ 30 phút. Hoa vàng gửi lại, mây trắng về trời. Cho đến tận bây giờ, bà Bích Thu vẫn không thôi bị ấm ảnh mỗi khi ngồi sau xe của bất cứ ai. Bà sợ cảm giác sẽ bị ai đó đâm lên từ đằng sau, giống như vụ tai nạn cách đây 18 năm. Tôi đang ngồi thì bỗng dầm một tiếng, rồi tôi thấy một cơn mưa trắng xóa ở đâu Quất đầy lên mặt Cái mà bà Thu miêu tả cơn mưa trắng Chính là kính xe bị vỡ vụn Ông Châu lúc đó đang ngồi gà gật Thì chỉ nghe thấy một tiếng rầm Cả chiếc xe nảy tung Khi tôi mở mắt ra thì cảnh tượng thật hãi hùng Quỳnh và cháu Mỹ nằm im không nhúc nhích Vũ chỉ còn khẽ khẽ thở Tôi cởi áo may ô cúi lên đầu cho Vũ vũ thèo thào Thằng Mỹ đâu rồi Đó là câu cuối cùng Lưu Công Vũ còn nói được Xuân Quỳnh và Mỹ thì đã chết Ngay sau cú đâm xe Bà Thu dập tay phải Ông Doãn Châu gãy xương sườn số 11 Rách chán Duy nhất một người không hề say sát là Doãn Vinh còn trai ông Châu Xong hồi van vì các xe qua đường Đưa người đi cấp cứu Cuối cùng ông Châu cõng lực ông Vũ lên một chiếc xe tải đến bệnh viện cách thị xã Hải Dương 3 km thì cảnh sát giao thông chặn lại không cho đi tiếp. Tôi nói đây là Lưu Quang Vũ nhân tài của đất nước. Cảnh sát nói tôi biết nhưng chiếc xe đã gãy nhíp đi rất nguy hiểm. Tôi đành bế Vũ xuống vẫy xe khác đến bệnh viện Hải Dương đầu Vũ nghèo sang một bên Mấy cô y tá hộ lý nhìn thấy tôi cõng vũ thì hỏi luôn Anh nhau hả? Không, nhà biết kịch lưu quang vũ bị tai nạn xe Các bác sĩ nghe thế thì nhiệt tình cứu chữa Nhưng không kịp Vũ chút hơi thở cuối cùng vào lúc 15 giờ 20 phút Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ác nghiệt ấy Tôi vẫn cứ nghĩ Nếu hôm đó xe xuất phát sớm hơn hoặc muộn hơn một chút liệu tai nạn có xảy ra không sau khi xảy ra tai nạn dư luận xôn xao rằng liệu đó có phải là một vụ mưu sát nhưng những diễn biến trước khi vụ tai nạn xảy ra cho thấy nếu có một bàn tay nào đó sắp đặt thì đó chính là số mệnh vụ án sau đó được xử tại tòa án hải dương lái xe gây tai nạn bị xử tù giam 10 năm nhiều năm đi qua Kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn Sau những đến xuân quỳnh Lưu Quang Vũ Không ai cầm nổi nỗi xót thương Với họ Xuân quỳnh Lưu Quang Vũ Chỉ như đang đi xa Một chuyến công tác dài Những kỷ niệm cuối cùng 18 năm Là khoảng thời gian Đủ để làm nguôi ngoai nhiều điều Cuộc sống vận động không ngực những nhân chứng bạn bè đồng trang lứa của Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh ngày ấy, bây giờ đã trở thành những người có tuổi, và những ký ức về cả vợ chồng tài hoa bạc mệnh luôn được họ trân trọng, cất giữ thiêng liêng. Bản hoàng tiếc thương. Sự ra đi đột ngột và đầy bất ngờ của vợ chồng Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh và cháu nhỏ đã khiến cả Hà Nội sững sờ thương tiếc. Sáng ngày 30 tháng 8 năm 1988, Hầu hết các báo đều đang tin buồn Đại phát thanh thành phố cũng loan tin Ngay trong bản tin sớm Ở những quán cà phê hàng nước Những nơi công cộng Đâu đâu cũng thấy người ta xôn xao Bàn tán về vụ tai nạn Nhà báo Lưu Công Định nhớ lại Ba ngày sau khi tai nạn xảy ra Lúc đó tôi đang du học ở Liên Xô Hôm đó tôi sang trường bưu điện chơi Vừa vào phòng của anh bạn nghiên cứu sinh thì thấy mắt anh đẫm lệ rồi bảo Xin chia buồn với định Tôi ngỡ người chẳng hiểu gì cả Anh đưa cho tôi tờ báo nhân dân Ở à, trang 8 Có một ô nhỏ đóng khung Bắt đầu bằng hai chữ tin buồn Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Khánh Thơ Em ruột Lưu Quang Vũ Hiện là trưởng ban biên tập Trị sự của tạp chí văn học nói Sau cái chết của anh chị tôi Đã có rất nhiều luồng dư luận và chúng tôi luôn phải đối mặt. Lưu Quang Vũ lúc bấy giờ là người dám đả phá rất mạnh các tệ nạn xã hội. Những thói sâu xa của quan chức qua các vở kịch. Gia đình tôi là một gia đình trí thức, có đủ trình độ nhận thức. Song dư luận lúc đó mạnh mẽ đến mức đã có lúc chúng tôi bị làm cho lung lay. Cho rằng đằng sau cái chết của anh chị tôi vẫn còn điều gì đó khuất tất. Mới đây, trong một lần trả lời báo mc lương minh vũ nói rằng tôi nhớ khi nhận được tin về vụ tai nạn khủng khiếp ấy tôi không tin tôi cảm giác như mình bị rơi xuống một cái hố đen sâu hút không bao giờ có thể bước lên được nữa và cho đến tận bây giờ tôi vẫn lặn lội một mình dưới cái hố đen ấy mẹ vẫn ngỡ các con đi công tác xa một năm sau ngày con trai con dâu và cháu nội ra đi nỗi buồn vẫn không thôi ám ảnh những người thân trong gia đình cụ lưu thị khánh thân mẫu lưu quang vũ viết bí thương yêu của bà vũ quỳnh thương yêu của mẹ các con và cháu vẫn sống mãi trong lòng mẹ mẹ và cả nhà luôn luôn nhớ đến hai con và cháu trong từng bữa ăn từng giấc ngủ trong những đêm dài thao thức đau khổ và thương như các con Mẹ vẫn thường gọi Mì ơi, Vũ Quỳnh ơi Mẹ cứ ngỡ các con đang đi một chuyến công tác xa Một ngày nào đó rồi trở về với mẹ Với các em các cháu Để rồi đêm đêm ngọn đèn bàn lại sáng lên Trong gian phòng nhỏ hẹp của các con Cho những trang bản thảo mới lại được ra đời Và nhiều năm sau nỗi thương nhớ mới dần nguôi ngoai bạn bè người thân của lưu Quang vũ xuân quỳnh dần lấy lại cân bằng báo chí thì chứng đến cặp vợ chồng tài danh nghiệp mệnh này như một hoài niệm đau thương và tiếc nuối bộ tứ chia ly những năm 1980 giới văn nghệ xuất hiện bộ tứ nhà viết kịch lưu quang vũ đạo diễn nguyễn đình nghi họa sĩ đô Dẫn châu và nhạc sĩ phó đức phương những người bạn trong bộ tứ đã cộng tác với Lưu Quang Vũ rất an ý khi dựng các vở kịch ông viết. Giờ đây Lưu Quang Vũ không còn, Nguyễn Đình Nghi cũng ra đi vì tuổi cao, bảo bệnh. Bộ tứ chỉ còn lại hai người là họa sĩ Doãn Châu và nhạc sĩ Phó Đức Phương. Tứ tượng giờ đây đã đôi nẻo xa vời. Chúng tôi cùng nhau ra Bắc vào Nam, dựng các vở khắp nơi, ông Châu kể gia đình tôi và vũ ngoài tình đồng nghiệp còn rất gắn bó trong cuộc sống ngày thường lũ trẻ chúng tôi như con chung chúng nó mặc quần áo lẫn của nhau đứa lớn truyền tay cho đứa bé ngày xưa nhà ông châu có chiếc máy câu bà thu và ông thường khâu vá quần áo cho đám trẻ của cả hai nhà đến bây giờ lưu minh vũ vẫn gọi ông là bố như thời niên thiếu Ông Châu say xưa kể về những kỷ niệm khi hai người đi dựng và chung. Nhiều nhân vật trong kịch của Lưu Quang Vũ do Doãn Châu cung cấp ý tưởng, chẳng hạn nhân vật trong vở kịch Đôi dòng sữa mẹ xuất phát từ một lần ông Châu ngồi trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất, đọc được mẩu tin trên tờ giấy báo nhầu nát gói bánh mì về một đứa trẻ lai. Vở kịch ấy sau được ông Nguyễn Ngọc Phương, nhà hát cải lương dựng thành sườn kịch ông vũ chắp bút và cuối cùng tên tác giả vở kịch được lấy là nguyễn đỗ lưu nguyễn ngọc phương đỗ doãn châu lưu quang vũ hoặc một lần ông châu đi diễn ở thanh hóa gặp một tình huống một xã nọ tổ chức đấm bốc thay vì mang võ sĩ ra thi đấu thì cho ông phó cối lên đấm với lý do ông này khỏe sau trọng tài phải dừng trận đấu cảnh cáo xã vì tay phó cối không có tí nhà nghề nào hình mẫu ấy sau này trở thành nhân vật võ đài đại dương trong vở bệnh sĩ nhạc sĩ phó đức phương kể rằng trải nghiệm qua thời gian càng ngày ông càng thấy sự tài hoa của lưu công vũ trong những vở kịch ông phương khẳng định lưu quang vũ là một hiện tượng một tài năng hiếm hoi ở vũ kết tinh được nhiều yếu tố thông minh uyên bác và những dung cảm với cuộc sống. Hai người ra đi là một tổn thất rất lớn cho tới tận bây giờ. Ông Phương kể lại rằng, những năm cuối cuộc của vợ chồng Quỳnh Vũ, ông Phương thỉnh thoảng lui tới nhà chơi, nhưng tôi đã thấy những bóng mây đen u ám trên bầu trời tình cảm của hai người. Dường như có điều gì gần như định mệnh khắc nghiệt, báo trước những điểm không lành, ông Phương nói rất nhiều nước mắt. Mặc dù luôn bận rộn với cả nuôi công việc, nhưng khi được đề nghị, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành đã lập tức sắp xếp công việc để gặp chúng tôi, để bà nói vài lời về Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ. Trong số hơn 50 vở kịch của Lưu Quang Vũ, thì bà Thành làm đạo diễn trên 20 vở. Trong lần đầu tiên nhà hát tuổi trẻ ra mắt công chúng, liên danh Lưu Quang Vũ Phạm Thị Thành, Đào Duy Kỳ, đã dựng vở ông nhỏ sau là sống mãi tuổi 17. Vở kịch sau này đạt dài nhất hội diễn sân khấu năm 1980 nói về cuộc đời Lý Tự Trọng là biểu tượng tuổi trẻ. Buổi ra mắt đầy ý nghĩa ấy trở thành tiền đề cho tên tuổi nhà hát tuổi trẻ bây giờ. Nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành nhớ lại Khi nhận được tin về vụ tai nạn tôi không tin vào tai mình. Cách đây mấy hôm tôi còn gặp Vũ. Chúng tôi đang làm giảm bờ kịch khác theo đơn đặt hàng của anh Chu Thơm ở Tổng Cục Chính trị. Tôi lật đật lên nhà Doãn Châu mới đến sân thì gặp anh Nguyễn Đình Nghi. Anh Nghi nói, vợ chồng Vũ đã đưa vào nhà xác rồi. Tôi choáng váng và ngã ngất. Tỉnh dậy mọi người đưa ra Năm 51 Trần Hưng Đạo, hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ở đó đã có rất đông anh chị em đứng chờ rồi tất cả chúng tôi cùng đến Bệnh viện Việt Đức Lúc đó ông Đình Quang Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Đề nghị đưa sang nhà lạnh Bệnh viện Việt Xô Đà Ma đưa tiễn ba người Đông kín đặc đường bà Triệu Phố Huế Chậm rãi đi trong điểm xót thương Có cảm giác như cả Hà Nội Dù khăn ta. Đi tìm lại tư liệu về những ngày cuối cùng của vợ chồng Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh, chúng tôi lại thêm một lần được nghe những nhân chứng lịch sử nói về tài năng của họ loạt bài này như một nén nhang của những kẻ hậu thế cúi đầu trước vợ chồng nhà nghệ sĩ tài danh yểu mệnh đất hà thành